Khối tài sản khủng của Bảo Trung tại Việt Nam, xoay cả đời không hết. Anh từng có thời gian thành công rực rỡ trong sự nghiệp khi được khán giả bình chọn là một trong 10 danh hài được yêu mến nhất vào năm 1992 và nhận được nhiều giải thưởng cao quý trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Ngoài thành công trong sự nghiệp, Bảo Trung còn sở hữu tài sản có giá trị cả đời tiêu không hết. Mới đây trên kênh YouTube của danh hài Bảo Trung đăng tải những hình ảnh mình tất bật với quán ăn ở Nha Trang. Nhiều người khá bất ngờ khi anh đã U70, sở hữu tài sản hoành tráng nhưng đến nay vẫn đam mê lao động. Ngoài việc hoạt động nghệ thuật, Bảo Trung còn bén duyên với việc kinh doanh. Nhờ công việc làm ăn thuận lợi, danh hài liên tục chốt nhà mua xe hơi. Đến nay Bảo Trung sở hữu khối tài sản khiến mọi người chú ý khi biệt thự 100m² trị giá vài chục tỷ ở quận 8. Căn nhà với 4 tầng hoành tráng, được lát đá cẩm thạch và chạm trổ kỳ công. Ngoài ra, danh hài còn gây bất ngờ khi chốt nhanh căn biệt thự thu lên đến 20 tỷ đồng. Khi về Việt Nam, Bảo Trung tham gia nhiều dự án phim ảnh và chấp nhận mức taxi bình dân. Đạo diễn Khương Dừa cho biết, dù là cái tên nổi tiếng đình đám, nhưng danh hài không hề hết taxi mà còn chấp nhận mức thù lao thấp chỉ 500.000 đồng để hỗ trợ anh em. Bảo Trung tiết lộ bản thân về Việt Nam chỉ mong được sống trọn vẹn với đam mê chứ không quan trọng tiền thù lao. Trước đó, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Bảo Trung chọn sang Mỹ định cư, sang xứ sở cờ hoa. Hầu như nhiều người không biết anh là ai, mỗi tuần cũng chỉ nhận được 2 xu. Danh hài lý giải việc quay trở về Việt Nam. Khi hết hợp đồng ở bên Mỹ, tôi về Việt Nam thấy vui quá nên ở lại luôn. Đây mới là cái nôi nghệ thuật. Còn tôi đi nước ngoài thì có xu mới làm thôi, chủ yếu là cuối tuần vì ngày thường ai cũng đi làm. Dù cuộc sống sung túc, nhưng Bảo Trung vẫn rất giản dị và luôn giữ thói quen ăn uống bình dân. Ở Mỹ hay Việt Nam, danh hài vẫn dùng những món quen thuộc như canh chua cá kho và thích ngồi những quán bình dân vỉa hè. Ăn đồ ăn Tây hay vào nhà hàng lẩu lại khiến Bảo Trung cảm thấy không ngon miệng. Bảo Trung gắn liền với tuổi thơ, thanh xuân của nhiều người. Hiện tại năm danh hài vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Đồng thời may mắn khi nhận được tình yêu thương, sự ủng hộ đông đảo từ khán giả. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân của Bảo Trung cũng viên mãn, đáng nể qua đó khiến dân tình càng thêm ngưỡng mộ.